Xin chào các bạn, nếu các bạn đang có nhu cầu muốn tìm kiếm một cái máy xay sinh tố vừa đa năng để phục vụ gia đình hoặc thậm chí là những cái nhu cầu nâng cao hơn, ví dụ như là các bạn muốn sử dụng cái máy xay sinh tố này để kinh doanh thì đây sẽ là một cái mẫu máy vô cùng phù hợp nha. Đó chính là một con máy xay sinh tố tới từ thương hiệu Philips nha. Mẫu này thì nó sẽ có 3 biến thể về cái model. Ở đây mình có là HR2221-00. Bên cạnh là HR2223-00 và nó còn một biến thể nữa là HR2222-00. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn tại sao cái máy này nó lại ưu việt như thế nha. Ok, vào việc thôi. Cả ba cái mã mà mình kể tên lúc nãy là 2221, 2223 và 2223, 2222 và 2223 các bạn thì nó đều sẽ có một cái motor phía bên dưới giống nhau. Có công suất là 700W hết nha. Motor này rất là khỏe luôn. Nó chỉ khác biệt ở số lượng cối cũng như là cái chất liệu làm cối thôi. Với 2221 này thì nó sẽ bao gồm là 2 ly nha, 1 ly sinh tố. Và chúng ta sẽ có thêm ở đây, đó chính là 1 ly xay hạt. Mình có thể xay tiêu này hoặc xay cà phê ở đây nha. Còn nếu mà có ba anh chị mà mình muốn xay ví dụ như là tỏi hay là ớt thì mình phải cho thêm một chút giấm vào đây nữa nha thì mới xay được. Mẫu 2222 thì là nó sẽ thay thế cái ly sinh tố bằng nhựa đó với cả cái ly xay khô này bằng một cái ly thủy tinh nha. Thì nói chung là mẫu 2222 thì mình chỉ sử dụng cho mục đích gia đình thôi, nó sẽ không phù hợp để cho anh chị kinh doanh. Tại vì cái mẫu đó thì nó khá là nặng. Cái này thì nhẹ hơn rất là nhiều nha. Trọng lượng của cái ly thủy tinh thì nó sẽ nặng gấp đôi cái ly nhựa này. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái lợi thế là nó sẽ không bị ố vàng sau thời gian sử dụng. Còn cái ly nhựa thì nó nhẹ hơn, nên là khi chúng ta sử dụng thì chấp nhận là sau một thời gian nó sẽ bị ố vàng nha. Cái này khó tránh khỏi lắm. Còn đối với cái mẫu là model có mã là HR2223 thì nó sẽ có thêm cho anh chị, đấy chính là một cái ly, một cái cối xay thịt nữa. Này, đây là cối xay thịt nha. Mình có thể dùng cái cối xay thịt này để mình làm chả giò, mình làm xay thịt để mình có thể làm nhiều món ăn, ví dụ như là hấp chả đó. Đây nha, ok chưa? 2223 nó sẽ có thêm cái này. Và ngoài ra thì là nó sẽ có thêm cho chúng ta một cái nữa. Đây ạ, đây là ly sinh tố 2223 này, là một cái lồng để mà chúng ta có thể ép nước được. Này, nó đều bằng nhựa hết nha. Hai con này 2221 và 2223 thì đều bằng nhựa hết. Mức giá chênh nhau vài trăm ngàn thôi. Nhưng mà con này thì nó sẽ có thêm một cái lồng để ép nước trái cây cũng như là một cái phần xay thịt nữa. Ok. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta đi. Cái động cơ mà có công suất là 700W này thì chính là điểm nhấn của sản phẩm. Đây là một trong những mẫu máy mà thuộc dạng là bán chạy nhất, best seller của Philips nha, trong dòng Pro Blender Crush. Tại sao em nói vậy ạ? Tại vì những cái mẫu máy này thì được rất là nhiều anh chị, cô chú mà mình kinh doanh sinh tố mình sử dụng cái mẫu này. Đó. Motor rất là cứng cáp nha, chân đế nó sẽ có cao su để cho mình khi đặt xuống nó sẽ hít xuống nha. Motor là 700W. Đây ạ. Thông tin về motor này, 700W, nó sẽ có thêm cái lỗ nhỏ nhỏ đây nữa này, để mình có thể mình lòn dây vào trong này nha, giấu dây đi, đó, rất là tiện ha, lòn ngắn lại, dây thì nó cho mình khoảng chừng 80 phân ạ. Ở phía trước này thì mình có thể thấy là nó sẽ có một cái dãy phím nha, được bọc cao su ở phía ngoài để chống nước tốt hơn. Thân máy toàn bộ bằng màu trắng hết, màu xám. Tông màu chủ đạo là xám và trắng. Cái này thì nó sẽ phù hợp khi mình để trong bếp cũng rất là đẹp nha. Và khi kinh doanh nhà hàng, tiệm sinh tố á, thì nó cũng rất ok. Tại vì là nó khỏe. Đó. Chúng ta sẽ có đây là 5 cái cấp độ. Đầu tiên mình sẽ nói về nút bên trên trước. Thì nó sẽ có hai nút là chữ P. Chữ P này. Hoặc là xay đá. Và cái này là Quick Clean. Là để mình vệ sinh. Cái vệ sinh này thì rất là đơn giản thôi. Ví dụ khi mình xay sinh tố xong, mình sẽ bấm được cái nút này, mình cho chút xíu nước vào, bấm nút này thì nó rửa sạch cái lưỡi dao bên trong này nha. Dao bốn cánh bên trong này nó sẽ quay rất là nhanh để rửa sạch lưỡi dao trong này.
mình có thể mình tiếp tục xay một cái sản phẩm khác mà không bị lẫn mùi nha. Còn chữ B này là nhồi, khi mà mình ấn nhồi thì mình có thể mình xay được đá này. Cái ly này thì nó sẽ cho phép chúng ta xay tối đa là 10 viên đá, loại đá trong tủ lạnh á, loại đá phổ biến mình sử dụng trong tủ lạnh là 10 viên nha, tối đa là 10 viên. Ở đây chúng ta sẽ có thêm số 1 là để sinh tố này, số 2 là xay gia vị, số 3 là cháo, số 4 là bánh và số 5 giống như chữ P là để chúng ta có thể xay được đá nha. Mình sẽ mở cho các bạn xem thử. Ở trên cái nắp này chúng ta sẽ có một cái bộ đo nữa. Này, mình thấy có đây có vạch nha, là từ 10 đến 50 ml chứ. Để cái này mình làm gì ạ? Ví dụ như là mình đong syrup á, đong sữa, đong đường thì dùng cái ly này cũng rất là tiện này. Nó đã có vạch sẵn rồi. Mình đổ vào đây ha, sau đó thì mình sẽ đổ vô trong cái máy, đổ vào trong máy nha. Nó rất là tiện nha. Nắp của nó thì cũng được trang bị một cái lớp gioăng cao su. Đây. Này, gioăng cao su này. Đó. Nên là khi chúng ta vệ sinh á, thì mình rửa thứ nhất rất là dễ sạch, cũng như là khi mà chúng ta xay á, thì là nó sẽ không có bị tình trạng nó bắn ra ngoài hoặc là văng nắp ra nha. Đây, ly sinh tố của mẫu 2221 và 2223 thì đều bằng nhựa hết, dao inox dạng 4 cánh. Tất nhiên là mình không khuyến khích các bạn sử dụng cái này để xay đá nhiều nha các bạn, tại vì khi xay đá nhiều á, thì cái lưỡi dao nó có thể rất là dễ mòn và chúng ta phải mua. Cái này thì khi mà đặt hàng trên hãng á, thì mình nhớ không nhầm là dao này nó khoảng chừng 250, gioăng cao su là 150 nha. Đây này, trong này nó có gioăng cao su và dao này, hoàn toàn có thể tháo ra được như vậy ha. Khi mình tháo ra được như vậy á, thì mình có thể mình lấy một cái mũi dao nhỏ, mình cậy cái gioăng cao su lên để mình có thể mình vệ sinh cái dao cho sạch. Tại vì khi sẽ sinh tố anh chị, nó sẽ bị dính dơ này, hoặc là sữa này, hoặc là đường vào cái khe này rất là dơ. Mình có thể mình cậy cái gioăng cao su ra để mà mình vệ sinh. Đây nha, ly này. Đó. Mình sẽ lắp vào nha. Để mà xay được sinh tố một cách nhanh chóng á, thì khi mà mình làm hàng á, tiện nhất là mình cứ chọn một nút thôi nha. Ví dụ như là em hay xay sinh tố, em để số 1, bấm sẵn vào số 1 đi. Khi anh chị cho đồ vào đây á, anh chị đặt xuống, mình chỉ việc bạn vô thôi là nó chạy liền nha. Bạn như vậy là chạy liền. Khi nào mà mình gạt nó qua thì nó sẽ tắt. Tại vì mình để ý là trong này nó sẽ có một cái nút lấy an toàn này, màu trắng này, thấy không? Đó. Thì nếu mà mình làm hàng thì mình cứ đặt sẵn một nút thôi. Xong lúc nào mình muốn xay thì mình bật vào để xay, xả ra để tắt. Còn nếu mà ở nhà thì em khuyến cáo mình là mình cần số 0 để tắt đi, xong mình chọn chế độ khác nha. Nút này rất là giống nước quạt này, nên là có ký hiệu rất là dễ hiểu. Chúng ta sẽ có sinh tố này, xay gia vị này, xay cháo này, bánh này và xay đá. Tương tự đối với cái ly xay hạt thì nó cũng sẽ có gioăng cao su ở bên trong, và cái lưỡi dao thì chúng ta hoàn toàn có thể tháo được. Lưỡi dao của ly xay hạt là dạng lưỡi dao hai cánh này. Đó. Thiết kế rất là đẹp và thương hiệu của Philips thì rất là tốt, bền lắm. Nếu mà mình để ý thì những cái quán mà người ta chuyên bán sinh tố thì người ta sẽ sử dụng cái mẫu máy này rất là nhiều nha. HR2221, 2222 hoặc 2223. Nhưng mà khuyến cáo cho mình khi mình mua hàng để mà mình gia đình thì các anh chị nên sử dụng mẫu 2222, bởi cái ly sinh tố nó sẽ bằng thủy tinh, sạch hơn rất là nhiều. Còn nếu mà mình sử dụng cho mục đích là kinh doanh buôn bán thì mình nên chọn mẫu 2221. Còn nhà mình có em bé thì chọn 2223, tại vì nó sẽ có thêm ly xay thịt. Hoặc là anh chị hay lần mò trên YouTube Short, TikTok hoặc nấu ăn thì mình có thể lựa chọn mẫu 2223, tại vì nó sẽ có thêm cho chúng ta là một cái cối xay thịt nữa, tiện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau nha. Đó. Một cái máy rất là đẹp, công suất là 700W nha. Và trên đây là cái bài đánh giá nhanh cái mẫu sản phẩm này, cũng như là giới thiệu cho anh chị một cái mẫu máy mà em nghĩ là nó sẽ phù hợp cho rất là nhiều nhu cầu, từ sử dụng trong gia đình đến kinh doanh, thì đây là cái mẫu máy cực kỳ xứng đáng nha. Dòng Pro Blender và một trong những cái chiếc máy bán chạy nhất của Philips. Bảo hành của Philips thì rất là tốt anh chị, bảo hành cho mình lên đến là 2 năm. 2 năm bảo hành nha, chính hãng bảo hành 2 năm. Link mua hàng thì em sẽ để ở phía dưới phần comment, ở phần mô tả nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở trong những video.